Chim cò là xong hết rồi. À, lòng thì mình cũng mới đi giao cho mấy anh em á. Mấy anh em nào vừa mới nhận được lòng á thì mình cũng xin cảm ơn anh em đã ủng hộ. Thì hôm nay mình sẽ làm cái clip này để mình phân biệt cái lòng của bác Tuất làm và lòng của con bác Tuất, thường hay gọi là Tuất cha và Tuất con. Thì đây là cái lòng. Lòng này là lòng bác Tuất làm. Cái lòng này mình đặt là bác Tuất làm một cái nha, chứ không phải là mình đặt bác Tuất mà làm dạng như dây chuyền, là giống như mấy cái lòng mà mình bán của Tuất cha mà mình bán 1,2 triệu á, là cái lòng đó là cũng là bác Tuất làm, nhưng mà cái đó là giữa bác Tuất và con bác Tuất hợp tác với nhau cho nên cái giá lòng nó khác. Còn cái lòng mình đặt mà chính tay bác Tuất làm một cái thì nó cái giá nó cũng khác, chứ nó không có giống nhau cái lòng lòng mồ côi và lòng dây chuyền á các bạn. Thì các bạn chơi chim các bạn cũng biết, chim mà chàng chim bẫy mà bẫy theo bầy thì lúc nào nó cũng rẻ hơn là con chim mà các bạn bẫy được một cặp. Thì cái lòng nó cũng vậy thôi. Thì đây đây là lòng của bác Tuất cha nhé, mình chỉ cho các bạn cách phân biệt nhé. Đây là cái bộ 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 trao của bác Tuất làm. Ở trên này á, bác Tuất sẽ làm là dạng như hình hình trái tim, các bạn để ý nha, là hình trái tim. Che thì chắc chắn là che nó cũng già hơn. Đây là lòng mới nè, còn bụi bám luôn nè, mình chưa có sử dụng, chưa nuôi chim luôn mà cái màu che nó như thế này. Đây lòng này, cái lòng này mình đặt bác Tuất làm là giá là 1,7 triệu nha anh em ơi. Anh em nào mà có muốn đặt bác Tuất làm thì chủ động liên hệ với mình cho số điện thoại, cho địa chỉ, cung cấp địa chỉ cho các bạn. Nhưng mà mình nói trước nha các bạn, là khi mà các bạn đặt lòng á thì giá chót các bạn có được cái lòng để nuôi chim là 2 tháng. Rồi phần thứ hai các bạn phân biệt, đây là cái kiếm, cái kiếm của bác Tuất làm đây, các bạn nhìn nó rất là sắc sảo và nhìn nó rất là đẹp nha các bạn. Đây đây là cái kiếm của con bác Tuất làm, các bạn để ý kỹ thấy không, khác nhau hoàn toàn nha, không giống nhau nha các bạn. Nhìn sơ qua thì các bạn thấy kiếm nó có vẻ hơi giống nhau, nhưng mà nhìn kỹ lại thì các bạn thấy nó khác nhau hoàn toàn nha các bạn. Các bạn thấy không, đây của Tuất cha, đây Tuất cha nè, Tuất con, không hề giống nhau nha các bạn. À, như cái clip mà mình làm mình nói á, thì lòng Tuất cha với lòng Tuất con á, thì nó cũng thật sự nó không khác biệt là bao nhiêu, nhưng mà khi mà các bạn chơi chim, các bạn chơi lòng rồi, các bạn để ý kỹ thì các bạn sẽ thấy đây là cái bàn lòng của bác Tuất, cái bàn lòng của bác Tuất làm à. Tất cả mọi thứ đều bo tròn và mỏng, nhìn rất đẹp. Và đây lòng con của bác Tuất, nó cũng gần giống chứ nó không thể nào mà nó giống nhau hoàn toàn được nha các bạn. Các bạn để ý kỹ, thứ nhất các bạn sờ, các bạn chơi các bạn sờ mới biết được. Thì dĩ nhiên là cái lòng con của bác Tuất làm thì sẽ vuốt nhám rồi này nọ, nó không không có kỹ bằng 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 bác Tuất làm, tại vì làm một cái nó khác mà làm 10 cái nó khác. Rồi phần thứ hai, phần thứ ba nữa là cái cửa nè, các bạn thấy cái cửa phụ không nè, bo tròn nè, mỏng nè. Còn bên này cái cửa phụ bên này nó dày hơn nha các bạn. Còn về cái phần này và cái ở dưới này, nhìn sơ qua thì nó giống nhau thôi, nó không khác gì nhiều. Nhưng mà nếu mà anh em nào mà chơi có kinh nghiệm á, người ta nhìn vô người ta biết cái bên này nó vẫn mỏng hơn, nhìn nó vẫn sắc sảo, vẫn đẹp hơn. Cái lồng này mình đặt của bác Tuất làm là cái lồng dạng như chơi phong trào theo kiểu lồng lồng trong miền Nam á, người ta gọi là lồng biên hòa đó các bạn, chơi chân mai, chân mai mà chơi trơn nha các bạn. Là các bạn nhìn cái đai lồng che nè, các bạn nhìn hình các bạn thấy không, quay phim các bạn có thấy rõ không các bạn, hai cái khác nhau hoàn toàn. Nó chỉ giống được khoảng chừng 70 đến 75-80% độ lại thôi.
Cho nên hôm nay á, mình làm cái clip này để mình phân biệt cho các bạn. Các bạn mua, các bạn chơi. Thứ nhất, cái lồng của Tốt Con thật sự ra thì nó cũng độ bền thì nó cũng khá cao chứ không có thua gì lồng Tốt Cha. Nhưng mà cái tính thẩm mỹ á, thì chắc chắn nó sẽ không có được bằng lồng của bác Tốt, chính tay bác Tốt làm. Cũng có nhiều cái trường hợp anh em hỏi mình á, là cái lồng của Tốt Con mình gỡ cái bộ chao này ra, mình sẽ thay cái bộ chao của bác Tốt Cha vào thì mình bán lồng Tốt Cha. Thì cái đó là những cái anh em nào muốn bán làm như vậy thì nó mất lương tâm lắm, bán được cái lồng nhưng mà mất uy tín cả đời. Cho nên mình không có chơi như vậy, mình không có làm như vậy. Một cái lồng Tốt mình bán ra mình lời cũng chỉ có 50 đến 100 ngàn, hoặc cái lồng này cũng vậy, mình bán ra mình lời 50 ngàn cái lồng Tốt Con. Còn nếu mà mình thay vô, thay cái lồng cái bộ chao của Tốt Cha vô, mình lời được khoảng chừng 200 đến 300 ngàn. Nhưng mà làm như vậy những cái anh em nào mà chơi sành á, người ta nhìn vô người ta biết liền à, chỉ có cái đó giống như đi lừa đảo, lừa bịp những anh em nào mà mới biết chơi á thì đi lừa được. Còn như mình thì chắc chắn nhà mình ở đây mà mình cũng bán ở trên Facebook cũng nhiều, trên Facebook trang 5 giây trang Chợ Tốt mình bán cũng nhiều. Cho nên mình không thể nào mình làm những cái chuyện, nói chung là mình xác định mình buôn bán thì mình nên kinh doanh lấy cái dài mà nuôi ngắn chứ không phải là lấy cái ngắn mà nuôi dài, nên mình không có làm những cái chuyện trẻ con. Nên các bác mà mua lồng á thì người mua lầm chứ người bán thì không bao giờ lầm. Thì đây là mình làm cái clip mà để làm cho mình phân tích rồi mình chỉ cho những cái anh em nào mà chơi lồng á, mới biết chơi á, thì phân biệt giữa cái lồng Tốt Cha và Tốt Con, và cái giá thì nó như thế nào thì mình cũng nói rõ cho các bạn biết, nó là tình trạng nó là như vậy, cho các bạn hiểu là tại sao mà cái lồng Tốt Cha nó cũng như thế, nhìn cái lồng Tốt Con nó cũng như thế mà sao hai cái giá nó lại chênh lệch nhau nhiều quá vậy. Thì do là mình cũng giải thích với các bạn là cái mà làm một cái thì chắc chắn là nó sẽ kỹ hơn là cái mà mình làm 10 cái. Các bạn hiểu đúng không? Mình làm 10 cái chắc chắn nó sẽ không có kỹ bằng mình làm một cái. Còn mình làm một cái, mình đặt một cái nó tỉ mỉ, nó khác. Nhìn cái cửa bên này, thấy không? Nó không giống nhau nha các bạn. Thì đây là mình làm cái clip này, mình không có nói anh em nào hết. Mình làm cái clip này chủ yếu là mình để mình cho những cái anh em nào mà mới biết chơi, để mà khi mà đi mua cái lồng mà đã xài rồi thì nên tìm những cái người uy tín mà mua. Thứ hai nữa là để phân biệt cái lồng Tốt Cha và Tốt Con nó như thế nào. Thực ra thì nó cũng chẳng có đáng bao nhiêu tiền đâu, nhưng mà cái này là mình trao đổi kinh nghiệm cho các bạn biết, chỉ cho các bạn. Cái lồng này mình bán 650, lồng Tốt Con mình bán 650. Thì hiện tại là có một khách hàng rất là dễ thương hỏi mình bán cái lồng này bao nhiêu, mình nói là 650. Người ta hỏi có phụ kiện gì không thì mình cũng nói là mình bán cái lồng này là lồng mới, không có phụ kiện gì hết. Khách hàng chuyển thẳng cho mình là 700 ngàn, thì mình nói chung là mình cũng đáp lại cái tình cảm của người ta, thì mình cũng mua áo lồng bố rồi còn cống nữa mình cũng tặng lại cho người ta. Nói chung là cái gì nó cũng có qua có lại, không có ai mà cho không nữa các bạn. Cái lồng này mình đặt 1.700.000 nè, mình để cả 2 năm trời mình chưa nuôi chim. Các bạn nhìn kỹ nè, bụi nó bám nè, mình chưa có vệ sinh được nữa. Hôm nay tự nhiên cái sao mà lục ra thấy cái lồng nó còn bụi nha các bạn thấy không? Mình đặt cả 2 năm trời rồi, lồng chưa có dính một hạt phân nào của con chim hết, chỉ có dính bụi thôi. Các bạn nào tìm thấy cái cục phân của con chim mình tặng cho cái lồng. Thì thôi, mình xin chia sẻ cái clip như này để cho anh em chơi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. Thì những anh em nào có thắc mắc thì hoặc là có bất cứ cái vấn đề gì á thì cứ liên hệ với mình. Cảm ơn anh em.